Alleluia, chúng con xin ngợi khen Chúa. Alleluia, chúng con xin tạ ơn Ngài. Alleluia, chúng con xin dâng sự đạo. Xin Chúa chúc lành cho ngày thêm tươi thắm hồng ơn Chúa bao la, hồng ơn Chúa bao la. Từng ngày qua tuôn đổ luôn tràn hòa trên sứ đạo chúng ta. Đoàn con Chúa hôm nay cùng nhau đến nơi đây cùng ca vang trong niềm biết ơn vô vàn. Muôn hồng ơn Chúa thương ban. Con xin ngợi khen Chúa. Alleluia, chúng con xin tạ ơn Ngài. Alleluia, chúng con xin dâng sự đạo. Xin Chúa chúc lành cho ngày thêm tươi thắm hồng ơn. Hồng ơn Chúa thương ban đầy dư khắp dương gian, tựa như mưa tuôn đổ cho nhân trần luôn thấm nhuần phúc ơn. Hiệp nhất yêu thương đoàn con cái muôn phương cùng chung xây sự đạo lớn thêm từng ngày trong tình yêu Chúa không phai. Alleluia, chúng con xin ngợi khen Chúa. Alleluia, chúng con xin tạ ơn Ngài. Alleluia, chúng con xin dâng sự đạo. Chúc lành cho ngày thêm tươi thắm hồng ơn. Hồng ơn Chúa bao la, hồng ơn Chúa bao la. Từng ngày qua tuôn đổ luôn tràn hòa trên sứ đạo chúng ta. Đoàn con Chúa hôm nay cùng nhau đến nơi đây cùng ca vang trong niềm biết ơn vô vàn. Muôn hồng ân Chúa thương ban. Alleluia, chúng con xin ngợi khen Chúa. Alleluia, chúng con xin tạ ơn. Cho ngày thêm tươi thắm hồng ơn. Alleluia, chúng con xin ngợi khen Chúa. Alleluia, chúng con xin tạ ơn Ngài. Alleluia, chúng con xin dâng sự đạo. Xin Chúa chúc lành cho ngày thêm tươi thắm hồng ơn. Alleluia, chúng con xin ngợi khen Chúa. Alleluia, chúng con xin tạ ơn Ngài. Alleluia, chúng con xin dâng sự đạo. Xin Chúa chúc lành cho ngày thêm tươi thắm hồng ơn. Alleluia, chúng con xin ngợi khen Chúa. Alleluia, chúng con xin tạ ơn Ngài. Alleluia, chúng con xin dâng sự đạo. Xin Chúa chúc lành cho ngày thêm tươi thắm hồng ơn. Alleluia, chúng con xin ngợi khen Chúa. Alleluia, chúng con xin tạ ơn Ngài. Alleluia, chúng con xin dâng sự đạo. Xin Chúa chúc lành cho ngày thêm tươi thắm hồng ơn. Thank you.
Cho đời con vững một niềm
gan luôn, gan vàng lên thẳng gan luôn đi. Xin cầu đoàn chúng ta lặng và chúng ta cùng đọc kinh cầu nguyện cho Đức Đồng. Nhân tên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sắc. Chỉ đến đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng. Xin chớ để chúng con xa trước tham, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kinh mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà và hơn mọi người nữ và Giêsu. Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng dành Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đã có trước vô cùng và bây giờ và đời đời trong cùng. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép các vô cùng xứng lên trời đất. Tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Cha cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chiêu ngàn đời quan hồng siêu vi la. Chiều đóng thanh trên cây thánh gia chết mà tán sáng xuống hồ tố thứ ba bởi trong khe chết mà sống lên trời ngữ bên nếu Đức Chúa Cha phép các vô cùng ngày sau trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hồi thánh có ở khác thế này cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng mai người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng ta xin lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng chăm sóc đoàn dân Chúa và đã chọn các tông đồ để hướng dẫn chỉ huy. Chúa con xin phó thác cho Chúa người kế vị các thánh tông đồ là Đức Tổng Giám mục Giuse, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội của chúng con, mà Chúa đã đặt giám mục chúng con. Xin ban cho người thần trí khôn ngoan và mạnh mẽ, thần trí sáng suốt và thánh thiện để người lãnh đạo hội thánh chúng con. Nhờ đó, trong thế giới hôm nay, hội thánh toàn cầu sẽ xuất hiện như dấu chỉ của ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cộng đoàn Tân Giáo xứ Thành Lập con hân hoan kính chào Đức Đồng, xin mời chào hoan thành. Kính thưa cha xứ, kính thưa quý cha, kính thưa quý sơ, kính thưa hội đồng mục vụ giáo xứ, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Đối với giáo xứ thành lập của chúng ta nơi đây, có thể nói được là quá tam ba bận, mấy lần hoãn không về được. Hôm nay bằng mọi giá, cha xứ nói với tôi là bằng mọi giá, thì cũng mời tôi về đây để dâng thánh lễ tạ ơn, bởi vì đã nâng lên xứ một năm nay rồi mà chưa tạ ơn được. Sợ là Chúa nghĩ là mình không biết ơn Chúa. Cho nên tôi rất vui mừng hôm nay tôi đến đây là lần thứ hai. Tôi đã đến lần thứ nhất rồi, nhưng mà chỉ thăm sơ qua thôi, chưa dâng lễ. Và hôm nay lần đầu tiên tôi được dâng lễ trong ngôi nhà thờ 110 năm. Ngôi nhà thờ này đã được xây dựng 110 năm. Tôi xin kính chào cha xứ, kính chào quý cha quản hạt, kính chào quý cha, quý sơ, kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em. À,
Khi đặt chân tới đây, tôi rất là vui mừng và cảm động vì thấy mọi người chào đón tôi rất là nồng nhiệt, có quý sơ và tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng không biết là hôm nay cha xứ có đi mượn người ở bên Bái Xuyên, bên Bái Đô, bên Hoàng Nguyên, bên Cổ Liêu về hay không, mà tôi thấy đông khác thường. Vì thế cho nên là nhất là các sơ là nhà mẹ Bái Vàng đến đây rất là đông và rất là sốt sáng, trông rất là thánh thiện. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của mọi người dành cho tôi, vừa nói lên tâm tình hiệp thông trong giáo hội, vừa nói lên sự trân trọng quý mến. Tôi xin một lần nữa trân trọng kính chào và xin cảm ơn quý cha, quý sơ và tất cả mọi người. Và đây chúng ta chuẩn bị để bước vào thánh lễ.
Con xin kính mời Đức Tổng, Cha Quản Hạt, Quý Cha và Cộng đoàn an tọa. Giờ đây, con xin giới thiệu một vị đại diện lên tóm lược lịch sử giáo xứ Lập Thành. Xin trân trọng kính mời. Sơ lược về lịch sử và hình thành phát triển hơn 100 năm qua của giáo họ thành lập giáo xứ Bái Xuyên, nay là Tân giáo xứ thành lập. Trọng kính Đức Tổng, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cố cùng toàn thể cộng đoàn phụng vụ. Theo tiền nhân kể lại, vào khoảng thế kỷ 17, cách đây hơn 300 năm về trước, có một bà cụ tên Lập, bà đón nhận tin mừng tại chợ Bầu. Sau khi được làm con chúa, bà đã đem con cháu rời thôn Mai Trang về sinh sống tại khu đất Con Xà Sộp Nẻ, nay là thôn Thành Lập II. Tin mừng đạo chúa đã được giao truyền tại mảnh đất Bái Vàng. Từ rất xa xưa, Đức Cha Phêrô Maria Nambe de la Mốt đặt chân trên dải đất ven sông Hồng thì đã có nhiều người đón nhận tin mừng tại nơi đây. Trong đó có bà Lập cùng con cháu của cụ. Thời kỳ đó dân số thưa thớt, nương giáo cùng chung sống. Sau 100 năm dân số phát triển, phần lớn người công giáo rời nơi ở cũ về xóm đống cư ngụ và lập trại, cùng nhau xây dựng nên ngôi nhà nguyện bằng tre, gỗ, nợp ná, nằm theo hướng đông tây nhìn vào giữa sườn nhà thờ hiện nay. Giáo họ thành lập nhận Thánh Teresa Avila làm quan thầy giáo họ, đồng thời xin bề trên công nhận là giáo họ thành lập giáo xứ Bái Vàng, nay là Bái Xuyên, địa phận Tây Đàng Ngoài, Hà Nội. Từ đó giáo dân có nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện sớm tối. Về xây dựng, theo truyền khẩu, vào năm 1908, có bó bồi trông coi nhà thờ. Do bó sơ ý, đã để cháy mất ngôi nhà nguyện tranh lá. Các cụ đã kịp thời cùng nhau hợp lực, huy động toàn thể dân họ khoảng 150 nhân danh. Người giàu góp của, người nghèo góp công. Đến năm 1909, cha giả quái chính xứ Bái Vàng và cha cố Hoàng Tổng Quản về cắm móng. Công trình xây dựng do ông Đốc Nương, tòa giám mục cử về thiết kế và giám sát. Thời gian kéo dài chừng 3 năm thì hoàn thành. Ngôi nhà thờ hiện nay được hoàn thiện vào trung tuần tháng 10 năm 1912, có chữ cao tài với thánh quan thầy là bà Thánh Teresa Thành Avila, nước Tây Ban Nha. Niên hiệu này được nghi tên tháp nhà thờ. Nói đến tháp của nhà thờ, chúng ta không thể không nói tới quả chuông Tây. Quả chuông được đúc tại thủ đô Paris của Pháp. Phía sau quả chuông có ảnh Đức Mẹ với chữ Maria và họ thành lập dưới chân. Quả chuông được treo trên tháp. Nhà thờ họ thành lập hiện nay có niên hiệu A1920D. Sau ngôi nhà thờ 8 năm, quả chuông có chiều cao 0,45m, rộng 0,55m, dày 0,4m. Mặt tiền của quả chuông có ghi tên thánh. Tên gọi của những người dâng tặng quả chuông như
Phê-rô Nguyễn Văn Ấp, Ma-di-a Nguyễn Thị Nãi, Phê-rô Nguyễn Văn Tráng, Ma-di-a Nguyễn Thị Ốc, Ma-di-a Đỗ Thị Tế, Mát-ba Nguyễn Thị Tùng, Phê-rô Nguyễn Văn Tưởng. Về kiến trúc, nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic châu Âu, với những mái vòm uốn cong hướng lên bầu trời. Vật liệu xây dựng chính của nhà thờ là gạch đất nung, tường chát bằng vôi mật. Nhà thờ nằm giữa hướng đông nam, chiều rộng là 9,40m, dài 29,50m, với tổng số diện tích là 276m2. Trung tâm quảng trường phía trước nhà thờ có đài Chúa Kitô Vua bằng xi măng, bên phải có tượng đài Gia Đình Thánh Gia, bên trái có hang đá nhỏ. Xung quanh nhà thờ có đường kiệu, phía sau nhà thờ là nhà phòng do cha già Gioan Baptista Vũ Gia Khánh rời Bái Vàng về đây cư ngụ từ năm 1946 đến năm 1947 và xây cất ngôi nhà phòng này vào năm 1947. Tiếp đó, cha cố Phaolô Vũ Ngọc Trịnh vào những năm gặp khó khăn, thử thách, có các cụ trùm họ như cụ trùm Nguyễn Văn Ngân, cụ trùm Nguyễn Văn Thủ, cụ trùm Nguyễn Văn Sánh, cụ trùm Nguyễn Văn Nga, cụ trùm Nguyễn Văn Nha, cụ trùm Nguyễn Văn Nạc, vẫn tích cực phục vụ cộng đoàn, chuyên cần cầu nguyện và củng cố đức tin. Tiếp sau đó, đến thời kỳ khó khăn về mặt sống đạo và giữ đạo vì đất nước trong thời kỳ chiến tranh tàn phá. Cải cách ruộng đất năm 1956 đã khiến cho lễ nghĩa gia phong bị đảo lộn. Nhưng lúc đó có tuần đại phúc có cha về ở tại thành lập một thời gian. Sau thánh lễ mỗi ngày, cha đi thăm viếng các gia đình, khuyên bảo người nguội lạnh, an ủi kẻ nghèo khó. Nhiều người trễ nải lâu năm, bê tha, cờ bạc, rượu chè đã cải tà quy chính và đi dự tuần đại phúc hàng ngày. Đến thời cha Giuse Maria Bùi Tám, cha đã thành lập nhiều hội đoàn, nhất là hội trung nữ, hội Kitô Vua, hội gia trưởng, tái lập hội thiếu nhi, đặc biệt nhất là ban kèn đồng, xây đền Đức Mẹ, xin cho họ thành lập có ngày chầu mình Thánh Chúa, các nghi lễ trong nhà thờ, các lễ bổn mạng đều do giáo dân tự đảm đang. Hàng năm có nhiều cuộc rước kiệu Đức Mẹ, rước Thánh Thể và rước Thánh Quan Thầy của nàng và của hội. Mùa chay có ngắm đứng, thi kinh bổn và tất cả các nghi thức khác. Đến thời cha Giuse Vũ Ngọc Duẫn, mọi lễ nghi được duy trì và ngày một phát triển hơn. Tiếp đó đến cha Francisco Vũ Đức Văn và hiện nay là cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn. Có cha Phêrô Lê Anh Cường phụ tá, các đấng đã khích lệ động viên xây dựng và củng cố các phong trào thi đua sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết nương giáo để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Về ơn gọi, thời kỳ nở nhị, khai hoa và kết quả đã rộ lở với con số 03 linh mục và một số nữ tu, một số thanh nam thiếu nữ đang tìm hiểu ý Chúa và sẵn sàng theo tiếng Chúa gọi.
Đây là phúc lành Chúa ban. Cụ thể như Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Tiếu, Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Hy, Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Độ và hàng chục nam nữ tu sĩ đang phục vụ tại các hội dòng trong mọi miền của quê hương Hội Thánh Việt Nam. Ngoài ra còn có một số các em lớp ứng sinh vẫn tiếp tục đi theo tiếng gọi để dẫn thân phục vụ. Về văn hóa xã hội, trước kia rất ít người được đi học, người học đến cấp 3 đếm trên đầu ngón tay. Sau vì sự giao thoa tiếp xúc với các làng bạn, nhất là với sự phát triển của đất nước, lại có thêm sự khuyến học của các cha bản hương, các phụ huynh thấy việc học là quan trọng cho tương lai nên đã cho con em đi học. Đến nay có 40 em đã đăng và sẽ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp. Đã có các cử nhân, luật sư, kỹ sư, nhà báo, giáo viên. Về tổ chức xã hội, nàng có một ban hành giáo gồm ông trùm và các ông bà quản. Trong thời kỳ vắng các cha, ban hành giáo này rất quan trọng trong việc điều hành giáo họ. Đặc biệt, năm 2012, toàn thể dân họ đã trùng tu lại ngôi thánh đường đã xuống cấp và tổ chức kỷ niệm ngôi nhà thờ xây dựng trùng 100 năm rất thành công và sốt sáng. Theo nguyện vọng của giáo dân trong họ thành lập, từ năm 2019, ban trùm và đại diện giáo dân đã làm đơn lên Tòa Tổng Giám mục Hà Nội để xin lên giáo xứ. Đáp lại nguyện vọng chính đáng của dân họ, căn cứ vào nhu cầu sinh hoạt tôn giáo và tâm linh của giáo họ, căn cứ vào số nhân danh và điều kiện cơ sở vật chất, cũng như sự đoàn kết của dân họ, ngày 21 tháng 11 năm 2020, bề trên Tổng Giáo phận Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho giáo họ thành lập được nên giáo xứ. Do nhu cầu phát triển của giáo xứ, ngày 5 tháng 1 năm 2021, cha xứ Phêrô cùng ban mục vụ chúng con đã gửi đơn lên Đức Tổng và ban xây dựng giáo phận để xin phép xây dựng nhà mục vụ. Sau đó, ngày 2 tháng 2 năm 2021, giáo xứ chúng con đã được Đức Tổng chấp thuận cho phép được xây dựng nhà mục vụ. Vì dịch bệnh COVID-19, đến ngày 21 tháng 10 vừa qua, cha xứ Phêrô đã dâng thánh lễ cầu bình an và chính thức khởi công xây dựng nhà mục vụ. Trên đây là vài nét sơ lược về lịch sử và hình thành của giáo họ thành lập chúng con trong hơn 300 năm quả từ lúc hình thành phát triển cho đến ngày nay. Chúng con xin tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh Teresa Avila Quan Thầy. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Trong giờ phút hân hoan này, con xin kính mời cha Mikae Nguyễn Hoàng Nam, Phó sứ Bái Xuyên, lên công bố quyết định thành lập giáo xứ. Con xin kính mời cha. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội quyết định chia tách và thành lập giáo xứ mới. Căn cứ vào giáo luật điều 515 triệt 2 liên quan đến quyền hạn của giám mục giáo phận trong việc thiết lập và chia tách giáo xứ, căn cứ vào đơn đề nghị ngày 12 tháng 8 năm 2020 của cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn, chính xứ Bái Xuyên,
căn cứ vào nhu cầu thiêng liêng và mục vụ tại cộng đoàn tín hữu giáo họ thành lập, căn cứ vào điều kiện về số nhân danh và điều kiện cơ sở vật chất cũng như tinh thần của giáo họ thành lập. Sau khi đã bàn hỏi với ban tư vấn, các cha hữu trách và tham khảo ý kiến của các vị có liên hệ, nay tôi quyết định giáo họ thành lập được tách ra khỏi giáo xứ Bái Xuyên, thiết lập thành giáo xứ Thành Lập. Giáo xứ Thành Lập thuộc giáo hạt Phú Xuyên, tổng giáo phận Hà Nội. Giáo xứ Thành Lập tôn nhận Thánh Teresa Avila làm quan thầy và mừng lễ vào ngày 15 tháng 10 dương lịch hàng năm. Giáo xứ chầu lượt thay mặt địa phận vào Chúa Nhật thứ ba của tháng 12 hàng năm. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa Avila, xin Chúa ban cho mọi thành phần dân Chúa của giáo xứ mới được hợp nhất, thánh thiện và bình an. Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2020, Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giáo mục Giáo phận Hà Nội đã ký. Xin cộng đoàn chúng ta nổ một tràng vỗ tay. Giờ đây con xin mời Đức Tổng, Quý Cha dâng thanh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Xin cả đoàn hát nhập lễ. Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Bởi lẽ, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Mặc dù những gian truân khốn khó trong cuộc đời, không bao giờ Chúa nỡ bỏ chúng ta. Lịch sử của giáo họ thành lập mà chúng ta vừa nghe như một cuốn phim ngắn phác họa lại hơn 100 năm đức tin Công giáo đã thấm nhập vào miền đất thân thương này. Hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa nhân dịp cộng đoàn giáo họ được thiết lập thành giáo xứ. Như chúng ta biết, văn bản quyết định nâng giáo họ thành lập thành giáo xứ đã được ký ngày 21 tháng 11 năm 2020, tức là chỉ còn 5 ngày nữa là tròn 1 năm. Nhưng do hoàn cảnh xã hội, chúng ta chưa tổ chức thánh lễ tạ ơn được. Hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho giáo xứ được bình an. Đây là dịp chúng ta nhìn lại lịch sử,
để thấy cánh tay dịu dàng, yêu thương và quyền năng của Chúa luôn luôn dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường. Tạ ơn Chúa, Cộng đoàn Giáo xứ mới hãy cố gắng để thăng tiến, phát triển và trưởng thành. Khi nâng giáo họ này thành giáo xứ, chúng tôi rất kỳ vọng vào tương lai, để rồi nơi đây sẽ là một cộng đoàn phát triển, một cộng đoàn đạo đức thánh thiện về đức tin và về tình bác ái. Chúng ta bước vào phụng vụ thánh lễ trước hết với tâm tình sám hối, khiêm tốn nài xin lòng thương xót của Chúa thanh tẩy cho những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng lời nói việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng trinh Thiên Thần, ca thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen. Xin Chúa vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người hiền lành. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúa là Cha chúng con và là đấng ban phát mọi ơn lành. Này chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có và ngay chính bản thân chúng con tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa,
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Sa-lô-môn đứng lên và cất lớn tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel. Chúc tụng Đức Chúa, đấng đã ban cho Israel dân người được nghỉ ngơi. Đúng y như người đã phán, không sai một lời nào trong tất cả những lời tốt lành. Người đã dùng ông Mô-xê, tôi tớ người, mà phán: Xin Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở cùng chúng ta như người đã ở với tổ tiên chúng ta. Xin người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng ta. Nhưng xin hướng lòng chúng ta về với người, để chúng ta bước đi trên mọi lẻo đường của người, và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp người đã truyền cho tổ tiên chúng ta. Ước chi những lời ta khẩn khoản dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở trước tôn nhan người đêm ngày, để người bênh vực quyền lợi tôi tớ người và quyền lợi Israel dân người, ngày này qua ngày khác. Như thế mọi dân trên mặt đất sẽ nhìn nhận Đức Chúa chính là Thiên Chúa. Không có Chúa nào khác, các ngươi phải hết lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà bước đi theo các giới răn và tuân giữ các mệnh lệnh của người như ngày hôm nay. Đó là lời Chúa. Chúa nhìn kẻ hèn yêu, còn bọn tự kiêu Chúa coi khinh. Tình thương của Chúa đến muôn đời vững bền. Xin đừng bỏ rơi những công việc Chúa làm. Bà
bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Nhan Người ta trở lên tinh tuyền thánh thiện. Nhờ tình thương của Người, theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-xu Ki-tô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta. Trong Thánh Tử yêu dấu, trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Theo đường ân sủng rất phong phú của Người, ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô. Cũng như trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa là đứng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây là làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Ki-tô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang Người trong Đức Ki-tô. Cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em vẫn trong Đức Ki-tô. Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần. Đấng Thiên Chúa đã hứa, Đấng Thần, Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta. Chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Anh chị em, tin mừng Đức Giê-xu Ki-tô theo Thánh Mân Thiêu. Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giê-xu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giê-xu tiến lại nói với các ông rằng, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,
giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã chuyển cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Lời Chúa thì có người khen Chúa. Kính mời công đoàn tiếp tục đứng lãnh nhận phép lành lời Chúa. Kính thưa anh chị em, khi nói về giáo xứ, Thánh Gioan 23 giáo hoàng đã dùng một cái hình ảnh rất đơn sơ, dễ hiểu. Đó là giáo xứ như một giếng nước đầu làng. Đây là hình ảnh rất thân thuộc đối với xã hội miền Bắc của chúng ta. Bởi vì trong thời mà không có hệ thống nước máy, thì hầu như 90% các làng đều có giếng ở đầu làng. Giếng ở đầu làng là một hình ảnh rất quen thuộc và làm nên vẻ đẹp của làng quê Việt Nam. Chúng ta thấy hầu như làng nào cũng có giếng nước, có sân đình và làng nào cũng có cây đa. Ba cái hình ảnh ấy đã đi sâu vào tâm thức của người Việt Nam và đồng thời diễn tả vẻ đẹp miền quê tại Việt Nam. Vậy thì tại sao Thánh Gioan 23 giáo hoàng lại dùng hình ảnh giếng làng để so sánh với một giáo xứ? Như chúng ta biết, ngày xưa không có hệ thống nước máy nước sạch, cho nên tất cả mọi người trong làng thì phải đến giếng để gánh nước về để dùng trong gia đình. Giếng nước ấy là nguồn nước cho tất cả mọi người. Nguồn nước ấy là nguồn nước sạch. Nguồn nước ấy chính là sự sống. Nguồn nước ấy đem lại cho người dân sự bình an. Giếng làng cũng là nơi gặp gỡ thân thương của những người xa quê trở về. Chúng ta các thế hệ cao niên còn nhớ những kỷ niệm ngày xưa với chiếc giếng làng. Tiếc rằng thời nay hầu như đại đa số người ta đã lấp hết giếng làng không còn nữa. Giếng làng là nơi những người đi xa quê gặp gỡ trở về để thăm lại quê hương, viếng mộ tổ tiên, thì họ tìm thấy ở giếng làng dòng nước mát sau khi đã đi một hành trình xa xôi và mệt mỏi. Giếng làng cũng là nơi mọi người gặp gỡ nhau để thông tin, trao đổi, để chia sẻ những chuyện vui buồn, để nói về tình hình thời sự, những chuyện xảy ra ở trong làng của mình. Thánh Gioan 23 giáo hoàng đã dùng hình ảnh giếng làng để diễn tả một giáo xứ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một cộng đoàn giáo xứ phải là nơi để mà cung cấp cho mọi người tín hữu nguồn sống thiêng liêng. Giáo xứ như một người mẹ nuôi dưỡng mọi người tín hữu. Nuôi dưỡng bằng cái gì? Không phải là nuôi dưỡng bằng lương thực, thực phẩm, nhưng nuôi dưỡng bằng lương thực thiêng liêng. Giáo xứ là nơi cung cấp cho mọi người tín hữu các nhu cầu thiêng liêng mỗi khi họ đến để gặp gỡ, mà ngôi thánh đường này là trung tâm, là trái tim của cộng đoàn giáo xứ. Mỗi người tín hữu chúng ta đều có nhu cầu thiêng liêng như là lĩnh nhận các bí tích, lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, cùng san sẻ những niềm vui buồn của cuộc sống. Giáo xứ phải là nơi quy tụ tất cả mọi người, đồng thời bất kỳ người nào, người giàu hay người nghèo, đến với ngôi nhà thờ này, đến với cộng đoàn đức tin của giáo xứ, họ phải đón nhận được sự nâng đỡ, an ủi để và họ tìm thấy niềm vui siêu nhiên và tìm thấy nghị lực trong cuộc đời.
Rất tiếc là đây đó có những giáo xứ thay vì kết nối tình hiệp thông thì lại gây chia rẽ giữa các dòng họ, giữa những người đã làm ban hành giáo hoặc những người đương nhiệm đương kim ban hành giáo, hoặc là với những người đã có công lao với giáo họ, với giáo xứ, với những người hiện tại, với những người ở xa hoặc là với những người ở gần, hoặc là mâu thuẫn giữa những người mà coi là mình đạo đức với những người bị coi là những người không thiếu đạo đức hay là thiếu lòng sốt sáng. Chính vì thế ngày hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa nhân ngày tạ ơn giáo họ của chúng ta lên giáo xứ. Chúng ta được mời gọi xây dựng mô hình giáo xứ của chúng ta, như tôi đang thưa với quý cụ, quý ông bà và anh chị em, lấy hình ảnh chính Thánh Gioan 23 giáo hoàng đã dùng, đó là giáo xứ của chúng ta phải như một giếng nước đầu làng. Giếng nước này cung cấp niềm vui, ân sủng, nghị lực cho tất cả mọi người trong làng. Bất kỳ ai có thể đến với ngôi nhà thờ là trái tim của giáo xứ để tìm lại sự bình an, sự nâng đỡ thiêng liêng. Và nhất là những ai đang gặp khó khăn và có nguy cơ gục ngã trên đường đời, khi đến với ngôi nhà thờ này, họ tìm được sự bình an, nghị lực và được ơn Chúa, được mọi người chia sẻ cảm thông trong tình liên đới và trong gia đình giáo hội. Như thế, giáo xứ đóng vai trò quan trọng đối với đời sống đức tin của một tập thể, nhưng mà cũng đối với đời sống đức tin của một cá nhân, mỗi một người tín hữu, bất kể họ là ai, ở xa hay ở gần, đạo đức hay khô khan, người nam hay người nữ, và người giàu hay là người nghèo, bất kể ai nhờ bí tích rửa tội đều trở nên thành viên của giáo hội và đều được mời gọi đạt tới sự thánh thiện trong chính bậc sống cụ thể của mình. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta nhìn lại 110 năm sang năm 2022 là chúng ta kỷ niệm 110 năm ngôi nhà thờ này. Như chúng ta thấy niên hiệu ở cửa chính nhà thờ để chữ A, xong rồi 1912, rồi đến chữ D. Chúng ta vừa nghe ông trùm vị đại diện đã đọc đến chữ A với chữ D. Chữ A là 5, là Anno, là 5, và chữ D là Domini, là năm của Chúa. Chúng ta biết năm của Chúa là gì không? Tức là công nguyên. Công nguyên tức là khi Chúa Giêsu ra đời là năm của Chúa. Năm nay năm 2021 là Chúa Giêsu ra đời được 2021 năm. Cho nên chữ A và chữ D mà người ta thường viết ở cửa nhà thờ giống như nhà thờ của chúng ta, có nghĩa là năm của Chúa là năm 1912. Năm của Chúa có nghĩa là kể từ khi Chúa Giêsu ra đời, hoặc là kể từ công nguyên là mốc, là một cái thời điểm của lịch sử, để từ đó nhân loại bước sang một trang sử mới. Vì thế cho nên Anno Domini, năm của Chúa, năm 1912. Chúng ta nhìn lại 110 năm đức tin đã thấm nhập nơi mảnh đất này. Ngôi nhà thờ 110 năm là chứng nhân của lịch sử, là chứng nhân của những niềm vui buồn của mỗi người tín hữu. Ngôi nhà thờ này đã đón tiếp bao nhiêu người tín hữu sinh ra trong suốt 110 năm nay. Ngôi nhà thờ này đã tiến đưa biết bao nhiêu người tín hữu khi họ kết thúc cuộc đời này để về với Chúa. Ngôi nhà thờ này là chứng nhân của lịch sử, biết bao nhiêu giai đoạn thăng trầm của những năm tháng khó khăn mà người ta cấm đoán, không có linh mục, không có tu sĩ, không có giáo lý viên, không được học giáo lý. Cho nên ngôi nhà thờ này đối với chúng ta vô cùng đáng trân trọng và đáng yêu mến. Nhưng mà ngôi nhà thờ này hiện hữu nơi đây 110 năm thì cũng chỉ có mục đích là để củng cố những đền thờ tâm hồn. Mỗi người chúng ta là một ngôi đền thờ tâm hồn. Ngôi đền thờ ấy vĩnh cửu. Chúng ta, tâm hồn chúng ta bất tử. Tâm hồn chúng ta sống ở đời này và sau khi kết thúc cuộc đời trần thế thì linh hồn chúng ta sẽ được về hưởng thánh nhan Chúa. Đó là những ngôi đền thờ thiêng liêng, ngôi đền thờ không tàn phai với thời gian,
Ngôi đền thờ ấy tồn tại mãi mãi, và ngôi đền thờ ấy chính là linh hồn vĩnh cửu, linh hồn bất tử của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em của giáo xứ thành lập, chúng ta được nâng lên giáo xứ, đây là một niềm vinh dự, nhưng mà đây cũng là một trách nhiệm. Giáo hội luôn luôn mời gọi chúng ta không chỉ khép kín trong cộng đoàn giáo xứ của mình, không chỉ khép kín trong làng của mình, nhưng mà phải mở ra với thế giới bên ngoài. Lời Chúa trong tin mừng chúng ta vừa nghe chính là lời của Đấng Phục Sinh sai các tông đồ đi khắp muôn nơi, quy tụ mọi người, giảng dạy cho họ biết những gì Chúa Giêsu đã dạy, đồng thời rửa tội cho họ nhân danh Chúa Ba Ngôi. Cộng đoàn này phải là một cộng đoàn truyền giáo, thưa quý ông bà và anh chị em. Cộng đoàn giáo xứ không phải là một cộng đoàn khép kín, nội bộ với nhau. Mặc dù là hoành tráng đến mấy, mặc dù là sinh hoạt sầm uất đến mấy, nhưng mà không dừng lại ở việc chỉ khép kín trong nội bộ, nhưng mà phải mở ra với thế giới bên ngoài. Tôi có hỏi cha xứ Bái Xuyên, Ngài cho tôi biết là ở đây, làng này vừa có anh chị em công giáo, vừa có anh chị em lương dân khác tôn giáo với chúng ta, ở xen kẽ cài răng lược với nhau. Chính vì thế mà chúng ta là người công giáo, được nâng lên giáo xứ, chúng ta phải thay đổi nếp nhìn, chúng ta phải cố gắng làm sao để trình bày Chúa Giêsu cho những người không cùng tôn giáo với chúng ta. Đương nhiên nếu mà chúng ta có thể đưa họ trở về với giáo hội là điều tốt nhất, nhưng mà chưa đưa họ về với giáo hội được thì ít ra chúng ta tạo một hình ảnh tốt đẹp, thân thiện về giáo hội, để cho Chúa cho mọi người thấy rằng Chúa dạy chúng ta là những người sống tốt lành, và chúng ta là tín hữu, là những người thực hành lời Chúa. Chúng ta là những người tín hữu hạnh phúc gia đình, trân trọng gia đình, tôn trọng trong gia đình, và chúng ta có một mối tương quan thân thiện đối với nhau và đối với những người không cùng tôn giáo với chúng ta. Như thế là chúng ta sống sứ điệp truyền giáo, bổn phận truyền giáo, và chúng ta thực hiện lời Chúa Giêsu nói với chúng ta: anh em hãy đi khắp muôn dân thiên hạ, quy tụ mọi người, dạy dỗ để họ hiểu biết những gì Thầy đã dạy các con, và này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy cố gắng nỗ lực, không bằng lòng với mức độ đời sống đức tin hiện tại. Có nhiều người nghĩ rằng người có đạo trước đây thời khó khăn, một tháng mới có một lễ, bây giờ tuần nào cũng đi lễ thế là đủ rồi. Không, người công giáo, người tín hữu luôn luôn phải vươn lên mỗi ngày. Như là có một tác giả tu đức đã nói, ngày hôm nay phải cố gắng sống tốt hơn ngày hôm qua, và ngày mai phải cố gắng để sống tốt hơn ngày hôm nay. Vì đời sống đức tin của người Kitô hữu như là bước lên từng nấc thang của ơn gọi thánh thiện, để chúng ta đạt tới sự hoàn hảo như Chúa muốn nơi chúng ta. Hôm nay tôi hân hạnh về đây dâng lễ để cùng với quý cha, quý sơ, quý ông bà và anh chị em tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ mới của chúng ta. Qua những dòng lược sử về cộng đoàn giáo họ và giáo xứ thành lập, tôi thấy đây là mảnh đất được Chúa chúc phúc. Đây cũng là mảnh đất địa linh nhân kiệt. Đây có 3 linh mục, 1 linh mục đã qua đời và có 2 linh mục đang làm mục vụ tại giáo phận chúng ta, như là cha Giuse người làm quản hạt, cha Anton thì giáo xứ Tụy Hiền, các đấng đã đang phục vụ nhiệt thành giáo hội tại chính địa phương là tổng giáo phận. Nơi đây cũng có nhiều ơn gọi tu sĩ và ơn gọi chúng sinh. Chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho mảnh đất này mãi mãi được đón nhận muôn phúc lành của Chúa. Tôi cũng được biết quý ông bà và anh chị em có những người đi làm xa ở các nơi miền Nam, miền Bắc. Tổng số giáo dân kể cả những người đi làm nhưng mà họ vẫn còn nhà cửa, gia đình ở đây, tất cả là phải hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người của giáo xứ thành lập, nếu chúng ta hiểu sứ mạng người Kitô hữu, chúng ta sẽ có thể đem lại cho giáo hội biết bao nhiêu ơn lành. Hơn 1.000 người ấy, nếu chúng ta ý thức giáo xứ này là giếng nước đầu làng,
chúng ta sẽ có góp phần để mà cung cấp cho những người khác dòng nước hằng sống, chính là lời Chúa, đó chính là bí tích thánh thể, đó chính là nguồn ân sủng dồi dào mà Chúa ban cho chúng ta. Giếng đầu làng là một hình ảnh rất dễ thương, rất là bình dị, rất là đơn sơ, rất là gần gũi. Giáo xứ phải là điểm gặp gỡ của mọi người, giáo xứ phải là nơi khích lệ động viên mọi người, không phải là nơi kết án, không phải là nơi trừng phạt, không phải là nơi loại trừ, không phải là nơi phân biệt và là nơi hiềm khích, nhưng mà giáo xứ là điểm gặp gỡ thân thương, bởi vì ai cũng là con cái Chúa và ai cũng được mời gọi để đạt tới hạnh phúc lâu bền và sự thánh thiện Chúa mời gọi chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, người luôn yêu thương nâng đỡ và hằng thi ân giáng phúc cho chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin. Nhờ tình yêu, hội thánh được trở nên vạt trăm năm trinh khiết của Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn có một đời sống thánh thiện, khôn ngoan và nhiệt thành, để hội thánh Chúa ngày càng trở nên tinh tuyền, xứng đáng là bạn trăm năm của Chúa Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Chúa hằng ban ơn lành cho hết mọi người. Chúng ta cùng cầu xin cho các nỗ lực của các dân tộc trên thế giới được hoàn thành tốt đẹp. Xin cho mọi dân nước khắp nơi được sống trong thanh bình, ấm no và hạnh phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa là đấng giàu lòng thương xót, chúng ta cùng cầu xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm chúng ta đã vấp phạm trong cuộc sống hàng ngày. Xin cho những ai đang đau khổ trong tinh thần và thể xác, cho họ tìm được bình an và nâng đỡ nơi những người chung quanh. Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn nối đi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho giáo xứ thân yêu của chúng ta luôn yêu thương, hiệp nhất trong niềm tin cậy mến, để khuôn mặt của Thiên Chúa được chiếu tỏa cho mọi người. Xin cho mọi thành phần dân Chúa hiện diện thánh lễ hôm nay luôn nhận ra hồng ân Chúa ban và biết dùng đời sống thánh thiện của mình mà chúc tụng, tôn vinh và tạ ơn Chúa không ngừng. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Cha đã cho Đức Kitô sống lại và lên trời ngự bên hữu Cha. Nhờ công nghiệp của Người, xin Cha đoái nghe lời chúng con tha nguyện xin, để đời sống chúng con là dấu chứng của niềm khát khao hướng về quê hương đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Oh,
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của thầy cha để cha cùng tôn vinh danh Chúa và lưu hình cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để ngợi khen Chúa về mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trạng, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tung hô rằng: Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Thánh cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại vào mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
xin cho hết thảy được bao hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con đồng hưởng sự sống đời đời cùng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi kịch biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trên Thiên Chúa ở đây đấng xóa tội trần gian, không cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng ban Chúa hưởng làm nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
vâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hy lễ tạ ơn chúng con đã dâng tiến và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban, đó chính là bí tích cứu độ của con một Chúa. Ước chi bí tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa. Từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Con xin kính mời Đức Tổng, Cha Quản Hạt, quý cha cùng cộng đoàn an tọa. Giờ đây con xin kính mời một vị đại diện có đôi lời cảm ơn Đức Tổng, Cha Quản Hạt, quý cha và cộng đoàn, xin kính mời ông. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Trọng kính Đức Tổng Giuse, quý cha quản hạt, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý khách, quý ân thân nhân cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa. Cách đây hơn 300 năm, tổ tiên chúng con đã được ơn đón nhận tin mừng của Chúa. Theo dòng thời gian, các nước thế hệ con dân của Tân Giáo xứ thành lập chúng con đã luôn trân trọng giữ gìn đức tin vô giá ấy như những kho báu bảo vật và không ngừng triển nở cho đến ngày hôm nay. Từ khởi điểm cho tới khi đón nhận tin mừng Tân Giáo xứ, chúng con chỉ có vài chục tín hữu, đến nay đã có hơn 1.200 tín hữu đang sinh sống trên mọi miền đất nước. Với sự phát triển của Tân Giáo xứ thành lập chúng con, đặc biệt là sự no nắng quan tâm của cha xứ Phêrô, ngày hôm nay Tân Giáo xứ thành lập chúng con đã chính thức được bề trên nâng lên hàng giáo xứ. Trong Tổng Giáo phận Hà Nội và toàn thể con dân Tân Giáo xứ thành lập chúng con muốn dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho Tân Giáo xứ thành lập chúng con. Và chúng con xin hết lòng tri ân và khắc ghi tạc dạ các bậc tổ tiên cha ông đã đón nhận gia sản vô giá là ơn đức tin và lưu truyền cho đến hậu thế, cùng với biết bao khó khăn, hy sinh cũng như hoa trái và thế hệ chúng con được thừa hưởng như ngày hôm nay. Chúng con xin tri ân Đức Tổng Giuse, vị mục tử đáng kính của Tổng Giáo phận Hà Nội đã yêu thương đoái nhìn đến đoàn chiên nhỏ bé này. Hôm nay Đức Tổng đã về chủ sự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho cộng đoàn của Tân Giáo xứ thành lập chúng con. Chúng con xin cảm ơn quý cha đồng tế vì lòng thương đã về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Tân Giáo xứ chúng con. Cách riêng chúng con xin cảm ơn cha chính xứ Phêrô đã lên chương trình hướng dẫn chuẩn bị cho giáo họ chúng con trong suốt 4 năm qua. Vì đại dịch Covid-19, giáo xứ chúng con đã phải hoãn 2 lần tổ chức đại tiệc đặc biệt trọng đại này. Dù thời gian gấp gáp nhưng cha đã trực tiếp hướng dẫn công việc để thánh lễ tạ ơn được diễn ra trang nghiêm và sốt sắng. Chúng con cũng xin cảm ơn cha phó Mikae đã cộng tác với cha xứ để hướng dẫn công việc cho chúng con.
Và chúng con cũng xin cảm ơn quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý khách cùng về đây hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho tân giáo xứ thành lập chúng con. Chúng con xin cảm ơn quý sư nhà dòng Mến Thánh Giá Bái Vàng đã giúp chúng con trang trí hoa nến và tập hát cho ngày lễ đặc biệt này. Chúng tôi xin cảm ơn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bái Xuyên, quý ban mục vụ các giáo họ trong giáo xứ đã về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện với tân giáo xứ chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn các ban chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện cho buổi lễ được trang nghiêm trật tự. Trong quá trình tổ chức mừng ngày lễ hôm nay, dù rất cố gắng nhưng cũng không tránh khỏi thiếu sót, kính mong Đức Tổng, quý cha, quý khách lượng thứ và thông cảm. Một lần nữa, chúng con xin được cảm ơn Đức Tổng, kính chúc Đức Tổng luôn luôn mạnh khỏe và bình an để chăm sóc đoàn của giáo phận Hà Nội. Kính chúc quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý khách cùng toàn thể cộng đồng khỏe mạnh, bình an. Giờ đây, tân giáo xứ chúng con xin dâng lên Đức Tổng bó hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn, kính mong Đức Tổng thương và đón nhận. Lịch sử của giáo xứ và cuối lễ chúng ta được nghe tâm tình của cộng đoàn giáo xứ, một tâm tình rất là ấm áp và nói lên sự gắn bó giữa cộng đoàn đức tin của giáo xứ nơi đây đối với giáo phận Hà Nội. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Chúng ta có tràng pháo tay để cảm ơn. Tôi cảm phục vì ông trùm phát biểu đầu ấy, ông ấy thành thạo thế, lại lược lại hết lịch sử từ ông bỏ nào coi nhà thờ mà làm cháy nhà thờ. Mà nếu mà ông không làm cháy nhà thờ, chưa chắc có nhà thờ mới. Cho nên là cái tai nạn ấy mà cũng thấy là cũng có cái mặt tích cực. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cảm tạ Chúa vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nhưng chúng ta có thể quy tụ lại để cầu nguyện và tạ ơn Chúa hôm nay. Dịch bệnh để lại những hậu quả đau thương. Tuy là chúng ta có thể quy tụ để dâng lễ được, nhưng mỗi người chúng ta cũng phải cẩn thận để bảo vệ cho mình, cho gia đình và cho xã hội. Trong bài chia sẻ lời Chúa hôm nay, tôi có nói đến hình ảnh giếng nước đầu làng mà Thánh Gioan 23 giáo hoàng đã dùng để so sánh với một cộng đoàn giáo xứ. Tôi cầu mong cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn luôn ấm áp tình Chúa, ấm áp tình người. Chúng ta nhớ trong tin mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã ngồi bên giếng nước Gia-cóp để nói chuyện với người phụ nữ Samaria. Câu chuyện ấy mang nội dung về sự thờ phượng Thiên Chúa, đồng thời cũng giúp cho người phụ nữ ấy nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Ước chi cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng có tình nồng ấm để rồi giúp cho nhiều người khác đến với Chúa. Tôi cũng thông tin trong giáo phận, Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta sẽ tổ chức công nghị giáo phận. Đây là một vấn đề lớn, một sự kiện lịch sử. Và công nghị giáo phận là gì? Là những cuộc họp
để bàn bạc đưa ra những định hướng cho tương lai của Tổng giáo phận. Cuộc họp này có nhiều được tổ chức trong suốt năm 2022, quy tụ các linh mục, tu sĩ và giáo dân, đại diện cả giáo dân ở các giáo hạt. Đây là một công nghị nói lên trách nhiệm chung của mọi người tín hữu. Ngày 24 sắp tới, chúng tôi sẽ dâng lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa vào lúc 10 giờ để khai mạc năm công nghị. Thánh lễ này có truyền hình trực tuyến và xin quý ông bà và anh chị em hiệp thông trong thánh lễ để cầu nguyện cho công nghị của giáo phận đạt được kết quả tốt đẹp. Chúng tôi cũng dự tính ngày 3 tháng 12 sẽ tổ chức lễ truyền chức linh mục tại giáo xứ Hoàng Nguyên ngay bên cạnh chúng ta. Hy vọng là tình hình dịch bệnh lúc đó sẽ bớt dần để chúng ta có thể tổ chức thánh lễ trọng thể như là chúng ta mong muốn. Nếu tình hình dịch bệnh cho phép thì chúng tôi trân trọng mời quý sơ, mời quý ông bà và anh chị em đến Hoàng Nguyên. Không biết là mọi người có biết đường đến Hoàng Nguyên không? Thế được rồi. Tôi sẽ trân trọng mời đến Hoàng Nguyên để dự thánh lễ truyền chức. Sẽ có 15 thầy phó tế được chịu chức linh mục. Đây là một sự kiện quan trọng trong địa phận. Tôi muốn đưa về Hoàng Nguyên để khơi lại truyền thống của chúng ta. Bởi lẽ Hoàng Nguyên trước đây là tiểu chủng viện, là nơi đào tạo các chủng sinh để làm linh mục. Hoàng Nguyên và các giáo xứ lân cận như giáo xứ Bái Xuyên của chúng ta, xứ Cổ Liêu, rồi giáo xứ mới là những nơi mà đã để ghi đậm dấu ấn trong lịch sử của Tổng giáo phận Hà Nội. Tôi cứ nghĩ Đức cha Giang Tro Đông, người yêu mến khu vực này, cho nên người đã thành lập tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, chắc chắn đây là một mảnh đất rất là linh thiêng và là mảnh đất mà được mọi người quý mến, trân trọng. Như người ta nói là đất thơm thì cỏ đậu, cho nên chắc chắn là mảnh đất này là đất thơm, và nhất là thành lập nữa cũng là đất thơm nữa, bởi vì có hai cha hiện diện trong thánh lễ, một cha làm quản hạt, làm cha xứ một cái nhà thờ rất là quan trọng, một cha nữa thì làm cha xứ Tuệ Hiền, quê của Thánh Hưởng Tử Đạo, là người mà tuần nào cũng lên trên mạng để giảng lời Chúa. Cho nên tôi nghĩ đây cũng là một mảnh đất rất là linh thiêng. Tôi sẽ gặp lại quý ông bà và anh chị em tại Hoàng Nguyên vào ngày 3 tháng 12 sắp tới. Tôi xin một lần nữa cảm ơn cha xứ, cha phó và hội đồng giáo xứ mới đã dành cho tôi sự đón tiếp tuyệt vời. Tôi rất vui được gặp gỡ các em rất là đông. Tuy vậy nhà thờ của chúng ta không đủ chỗ để cho các em dự lễ. Tôi thấy các em ngồi bên ngoài kia từ lúc đầu lễ, thì tôi thấy các em thiếu nhi thánh thể thành lập rất là đông, thì mong rằng cha xứ cha phó cùng với hội đồng mục vụ giáo xứ chăm lo cho các em để các em được hưởng một cái nền giáo dục Kitô giáo, giúp cho các em trưởng thành những con người ích lợi cho giáo hội và cho xã hội. Các em là những mầm non, những tương lai, và các em cũng là những người công dân của tương lai và những người tín hữu của tương lai. Nhưng mà muốn có tương lai tốt đẹp thì phải đầu tư từ bây giờ, từ phải chăm sóc từ bây giờ, thì các em nó mới có thể trở thành những người tốt được. Tôi xin một lần nữa trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Con xin thay mặt cho công đoàn dân Chúa của Tân Giáo xứ thành lập cũng như là miền Bái Xuyên xin trân trọng tạ ơn Thiên Chúa, và cái riêng cảm ơn Đức Tổng Tu Xe đã về thăm và giáo huấn công đoàn chúng con. Chúng con ghi nhận những lời giáo huấn của Đức Tổng để công đoàn con trở thành một công đoàn hiệp nhất, yêu thương và loan báo tin mừng, nhất là năm tới đối giáo phận chúng ta là năm chuyển giáo. Để đáp ứng lại những nhu cầu về sinh hoạt, đặc biệt là giáo dục đức tin, thì chúng con đã, bề trên đã cho phép chúng con đã xây dựng ngôi nhà giáo dục đức tin tại giáo xứ Bái Xuyên. Hiện nay chúng con đã cơ bản hoàn thành. Ngôi nhà này gồm 4 tầng, có 19 phòng học, trong đó có 4 phòng rộng và một hội trường. Như vậy có thể đáp ứng được khoảng 22 lớp học giáo lý. Và dự trù chúng con sẽ tháng 12 này, khi các em học sinh được đến trường thì chúng con cũng cho các em của toàn giáo xứ quy tụ để đến trường giáo dục đức tin.
Và cái trường giáo lý mới này gọi là trường giáo lý của Thánh Giuse do miền Bái Xuyên thành lập. Ước mong là quý bà anh chị em sẽ tích cực cộng tác với ban quản hội giáo lý viên cũng như quý sơ này để giúp các em được đến trường học hỏi giáo lý để đón nhận ơn Chúa. Một lần nữa cho con xin thay mặt cộng đoàn Tân Giáo Xứ xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Đức Tổng sức khỏe, bình an và kính chúc các cha bình an cũng như tất cả mọi người trở về bình an trong Chúa. Tôi cảm ơn cha xứ. Trong tổng giáo phận Hà Nội của chúng ta chưa có nơi nào có nhà giáo lý mà có thang máy hiện đại như ở Bái Xuyên. Cho nên công các bà đừng ngại, tuổi 80, 90 rồi vẫn lên tầng 4 được như thường, bởi vì có cái thang máy đi không mệt mỏi gì cả. Các em cũng vậy, cho nên là chúng ta thấy cha xứ lo lắng quan tâm đến đời sống đức tin của mọi thế hệ và xây cái nhà giáo lý này là rất là tâm huyết. Có thang máy để tiện lợi, vừa là hiện đại mà vừa là hại điện nữa. Chúng ta cảm ơn cha xứ. Xin cộng đoàn đứng cho ta. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.